Hello, xin chào tất cả ông bà, cô chú, anh chị, chào tất cả mọi người. Hôm nay Tiến có mua dĩa cơm mọi người. Đây là dĩa cơm đùi gà luộc. Mời tất cả ông bà, cô chú, anh chị ăn cơm trưa cùng với Tiến nha. Đây là rau nha mọi người, đây là rau sống. Tại Tiến chỗ làm nên nó cũng không có gì để mình bày ra mọi người. Nên Tiến ăn tạm bợ vậy thôi. Mong mọi người xem kênh đừng có chê nha mọi người. Mời tất cả mọi người nha. Cơm đùi gà luộc nó giống như nó còn sống nhảy thôi. Chấm muối tiêu chanh nha mọi người, đường gà luộc chấm muối tiêu chanh siêu rẻ, mình mua với giá là 25k. Thank you.